Hey, will you give up? It will. Xin chào ông bà, cô chú, anh chị đang xem kênh Tiểu Hồ Cuộc Sống Trung Quốc. Cả nhà đang xem video đến từ nông thôn thành phố Vạn Cảnh thuộc tỉnh Liêu Ninh, khu vực Đông Bắc Trung Quốc. Đây là cái quầy bán đồ ăn vặt ở ngoài đường nè. Người ta thiết kế trên 4 cái bánh xe và có thể ngồi trên đó lái chạy luôn, có thể di chuyển được từ chỗ này qua chỗ kia. Chiếc xe này em thấy cũng rất là tiện, và vào mùa đông thì ngồi bên trong nó cũng đỡ lạnh nữa. Giá của chiếc xe bán đó thì người ta sẽ dao động tầm khoảng 1 vạn đến mắc hơn một chút. Nói chung là sẽ tùy theo cái diện tích mình mua to hoặc là nhỏ. Hôm nay nhà em tranh thủ sáng sớm là đưa ba đi băng bó sớm luôn. Hôm nay nhà em đưa ba đi là đi một cái bệnh viện tư. Bệnh viện này là chuyên điều trị về tất cả các vấn đề về xương khớp với lại CT ở trong đầu mình nè. Ở Trung Quốc mà mình đi bệnh viện của nhà nước với lại bệnh viện tư thì em thấy giá cả nó cũng không có chênh lệch bao nhiêu đâu. Nhưng mà bệnh viện của nhà nước hoặc là những cái bệnh viện rất là lớn thì khi đến bệnh viện mình đều phải bóc phiếu và đứng xếp hàng chờ cũng rất là lâu mới tới lượt. Và kiểu như là đông quá cho nên là phục vụ không có chu đáo được hết từng người. Thành ra mình cứ lớ ngớ chạy đầu này đầu kia mà hỏi thì ai cũng ngó lơ. Nhưng mà hôm nay khi mà qua bên bệnh viện bên này nè, em mới ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên mà em thấy cái bệnh viện có cái thái độ phục vụ rất là tốt luôn. Từ bác sĩ ngồi tư vấn đến những nhân viên khi mà mình đi vào bên trong là có người tới chỉ cho mình cái cách để đăng ký trên mạng nè, xong rồi dẫn mình đi qua bên phòng chụp ở chỗ này, rồi bác sĩ tư vấn và băng bột ở đâu thì người ta sẽ dẫn mình đi luôn. Nói chung là em chấm điểm 10 ở ngay bệnh viện này. Đi chung liền cái dê à. Hi, xin chào ông bà, cô chú, anh chị. Ba mới đi băng cái chân lại xong rồi. Tính ra thì tiền thuốc nè, rồi tiền băng cái chân với lại là hồi qua giờ chụp phim 2 lần là nhà em hết 2.000 tệ. Tính qua thì việc mình là 6.800.000. Trời ơi, tiến xuống cái là bay 6.800.000 liền luôn. Bây giờ thì kịp ba đã băng chân xong rồi, mua cho ba 2 cái giày đấy, đã kịp người á. Bây giờ em với anh xã đưa ba với mẹ đi ăn ăn lẩu, với lại có xi que nướng ở trong đây nữa. Nói chung là đây hình như là lần đầu tiên em với anh xã đưa ba mẹ ra ngoài ăn luôn. Giờ mẹ ngồi đây, ba ngồi bên kia. Đó, có rồi hả? Anh tài xế này là rất là thường xuyên chở tụi em đi luôn. Từ lúc tụi em mới vừa về tới Trung Quốc là anh xã xem ở trong cái nhóm của khu vực gần em á, thì lại vô tình biết được anh này. Tưởng là tại vì cái họ thì giống bạn của anh xã, cái cuối cùng gặp thì không phải, nhưng mà từ đó giờ đi tới nay là thân luôn. Đi đâu là cũng ảnh tiễn đi ra nhà ga, thì đi về lại thì cũng ảnh đón đi về. Bây giờ nhà em thì ba chân đau cho nên là điện ảnh thì anh cũng qua chở đi. Nói chung thì anh là tài xế thì anh chở mình thì anh trả tiền thôi, nhưng mà kiểu như là mình gọi xe thường xuyên và gắn bó lâu thì cũng thân á, nên là bữa nay chở đi, rồi chở đi vòng vòng kiếm nạn mua, rồi bây giờ mời anh ăn cơm chung luôn. Bây giờ nhà em năm người đang chuẩn bị ăn đồ. Khai thiến hậu khang mà hả? Dĩ hậu sư tôi mà. Yeah.
还没好吃，吃两碗他哈哈给一个，哎呀，师傅还给呀，给你两个就行了，还有别的还有。 Cái này cũng của em luôn nè. Hả? Hoa sơ gia của anh nè. Quán này đẹp quá trời đẹp luôn. À, chị chữ không? Hãy vô tung là lị rồi hả? Cái nước chấm này thì mình tự lấy. Rồi em mới múc lên cái cũng rớt luôn. Mấy cái nước chấm ở đây đa số đều miễn phí nè. Đây là mấy cái món miễn phí nha, miễn phí hết nè. Còn mấy cái này thì mình tính tiền, tâm viên. Quả chưa lì bãi đông si chân hồ khăn à. Bún nè à. Há cảo bên đây thì cũng được miễn phí luôn. Còn cái này là rau tiếng vuông. Quả tiếng hồ khăn hả? Này là bạch tuộc. Một con là 10.000. Thịt giãn rồ hả? Giãn rồ. Cái này là cá nè. Cái này xóa vậy. Cái này là cá nè. Cái này là cá nè. Cái này là cá nè. Nếu rồi nè, sáng nè. Nếu rồi nè. Chưa có, chưa nếu rồi. Cái này là thịt bò. Wow, đồ ăn quán này đẹp quá à. Cái này là lòng bò. Còn bánh này là được miễn phí nha. Nước lẩu ở đây nó có hai màu. Một bên là không cay, một bên là cay nè. Mẹ đây là cái này. Tươi. Mẹ nói như là nó cái này nó còn cho thêm cái đồ để gắn lên đũa nữa nè. Hay gì ta? Đây, có những cái bị. Ủa cái này đó xịn. Nó có sự sanh cha hả? Sự sanh nào? Ủa khai giải sự chứ sự sanh cha. Nè. Cái này có gấu để phải bằng. Cái này không này rồi. Cái này không này rồi. Cái này là cá này em cũng không biết phải cá hồi không ta mới bưng lên hai dĩ cá đây dĩ cá bên ba một dĩ cá nữa mẹ kêu ai xã chụp hình cho mẹ nè.
Thì phải ba ba phải cơ. Quán này trang trí và bày đồ ăn á, nhìn rất là đẹp mắt luôn ha ông bà cô chú. Đây là lần đầu tiên em với lại sẽ đưa ba mẹ đi ra ngoài ăn nè. Mấy bữa trước á, em có rủ ba mẹ đi thành phố nhưng mà vẫn chưa có dịp nào đi hết trơn. Hôm nay đi quán này á, thì mẹ sợ mắt á, cho nên là cứ liên tục kêu em là gọi ít thôi nha. Rồi khều chân á, kêu đừng có kêu đồ ăn nhiều quá, kiểu như mẹ sợ phí tiền á. Cái rau em đang gấp này hình như đây là rau tiếng vô hay sao nè, nhưng mà rau tiếng vô còn tươi chứ không phải rau khô. Còn bình thường á thì em thấy ba chồng em rất là thích ăn mấy cái như là lòng bò hoặc là lòng heo hoặc là tai heo nữa, nên là em mới kêu riêng cái dĩa này cho ba ăn nè. Cá này thì chấm với lại mù tạt thì ăn cái vị của nó hơi béo béo, với lại là có vị mù tạt nó hăng á. Nói chung thì ăn thấy cũng ngon, nhưng mà do là trước giờ mình không có ăn đồ sống cho nên là mình thấy không có quen lắm. Như mọi người cũng biết á, là nếu như mà mình mua ô tô cũ ở bên Trung Quốc á, thì mình mua rẻ tầm khoảng 1 vạn mấy đến 2-3 vạn một chiếc cũng có luôn. Nhưng mà lý do tại sao em với là A Sải thời điểm này không có mua ô tô. A Sải thì mắc là chạy xe không có được và sau này cũng sẽ không chạy xe được. Và nhà em á, thì hiện tại ba mẹ cũng đâu có ai chạy được. 4 người trong nhà nè, chỉ có một mình em là có thể chạy xe thôi. Nhưng mà em á, thì thời điểm này mới vừa qua, mỗi ngày á, em cũng làm việc rất là nhiều. Dạo gần đây á, thì em còn tập bán thêm táo với lại kỹ tử bán hàng về Việt Nam mình nữa. Rồi vừa làm việc hàng ngày, vừa chỉnh sửa video để hàng ngày có video up lên. Tại vì cả nhà cũng biết á, thì thu nhập chính hiện tại của tụi em á, cũng nhờ vào kênh YouTube này. Cho nên á, là em mới không có thời gian để mà ôn tiếng Trung rồi này kia. Mà mình học bằng lái á, thì cần á, phải biết tiếng Hán, cái chữ Hán tự mà để gạch á. Thì cái kiểu như là em nhìn em đọc được nhiều, nhưng mà em viết á, thì nó còn rất là hạn chế. Cho nên là thời gian tới em sẽ cố gắng ôn tập để mà tiếng Trung của mình được tốt hơn nữa, thì em mới có thể thi bằng lái. Có xe rồi thì em mới có thể tiện để đưa ba mẹ đi đây đi đó. Hoặc là những cái lúc bệnh như vậy nè thì mình có thể tự lái xe đi mà không cần phải kêu xe người này người kia. Nhưng mà với hoàn cảnh hiện tại bây giờ á, nhà em không có xe ô tô nhưng mà đi lại cũng được chứ cũng không đến nỗi bất tiện lắm. Tại vì nếu mà mình đi đâu á, thì mình có thể dặn xe trước của anh taxi này nè, rồi ảnh qua đón chở đi rồi chở về cũng được. Quán này khi mà mình gọi món á, là sẽ được 2 món miễn phí. Mình có thể chọn bánh kem nè với lại há cảo. Với lại có 2 loại miễn phí khác được tự chọn nữa. Mình ăn xong rồi vậy mà mình xin thêm há cảo á, người ta vẫn tiếp tục cho mình miễn phí nữa. Tính ra em thấy quán này á, phục vụ rất là tốt luôn. Nguyên cái bàn ăn hôm nay của nhà em á, là hết 400 tệ. Tính qua tiền Việt mình á, là tầm khoảng 1.400.000.
好吃。来。 Hôm nay nhà em đi từ nông thôn lên tới thành phố là 100 tệ là một vòng, rồi vòng về nữa là 200 tệ. Đáng lẽ ra cái tiền mà ảnh chở mình đi qua quán ăn nè, rồi cái tiền mà ảnh chở sải đi qua mua cái nạn chống cho ba thì ảnh sẽ cộng thêm cho mình. Nhưng mà anh taxi lúc mà về anh chỉ lấy nhà em có 200 tệ thôi, còn mấy cái đi lẻ lẻ kia thì ảnh tặng cho mình chứ anh không có lấy tiền. Và lúc mà ban đầu á, nhà em đi ăn á, thì cũng ngỏ lời mời ảnh đi ăn chung luôn. Nói chung thì mình đối xử tốt với người ta á, thì về lại á, người ta cũng đối xử tốt ngược lại với mình á cả nhà. Anh taxi này á, là một người rất là tốt luôn. Cái cách anh nói chuyện á, rất là hiểu với lại là nghĩ rất là thoáng. Vậy là đây là bữa ăn đầu tiên mà em với A Sải đưa được ba mẹ ra ngoài ăn nè. Hy vọng là sau này tụi em sẽ cố gắng làm để mà có được nhiều bữa ăn ngon như vậy, dẫn ba mẹ đi ra ngoài cho biết đây biết đó. Có nhiều thứ ba mẹ nói là trước giờ chưa được ăn qua. Với lại thấy ba mẹ cứ thấy cái gì cũng sợ mắc, không có dám ăn á, mình thấy cũng thương lắm, cho nên là em sẽ cố gắng thật nhiều. Mua cho ba cái gậy, hồi nãy xài chưa có quen. À, em chỉ vô kẹp vô trong nách á. Xe xín ba. Mang điện à, biết cho chị à. Mang điện chỗ. À, nó có nẻo. Mang điện chỗ ba, biết cho chị. À, giờ đi được à. Đi quen hơn. Quá trời thuốc luôn. À, mấy lốc thuốc luôn à. 一天拿药，大半天费，还不，你看药都不吃，一天都不打，你看好。Chân của ba băng bằng cách này á, em thấy nhẹ nhàng hơn là cái cách ngày xưa. Ngày xưa ở bên đây á, kiểu như là gãy chân hay là nứt xương á, thì người ta cũng băng cái khúc bột rất là dày. Bây giờ á, thì ba sẽ uống hết chỗ thuốc này tầm khoảng nửa tháng, và chân á, thì từ 6 đến 8 tuần là sẽ lành. Cái kiểu nẹp này á, thì mình có thể tháo ra được. Cho nên khi nào mà lành á, thì mình có thể tự tháo ra ở nhà mà không có cần đi tới bệnh viện. Cái bữa anh hai với chị dâu vừa đi á, là qua ngày mai ba bị té. Mà đến hôm nay thì nhà em cũng không có nói cho chị dâu với lại anh hai biết. Tại vì ở nhà cũng lo được, cho nên là cũng không có thông báo, lỡ mất công anh hai lo. Vậy là tầm khoảng 2 tháng nữa mà chân của ba lành á, thì lúc đó cũng chuẩn bị đón Tết luôn rồi. Đây là một đoạn video ngắn mà em quay ở trên thành phố Bàn Cẩm nè. Thành phố Bàn Cẩm tuy là một thành phố nhỏ so với rất là nhiều thành phố khác của tỉnh Liêu Ninh trong khu vực Đông Bắc Trung Quốc. Nhưng mà ở thành phố Bàn Cẩm được thiên nhiên rất là ưu đãi, tại vì ở đây á, thì có rất là nhiều nơi có thể khai thác dầu mỏ. Ngoài ra còn là một cái vùng đất nối liền gần với lại biển, có rất là nhiều bãi cỏ lau sậy, trải dài nước ngập mặn nè. Nói chung là những cái đó đều là đem lại kinh tế rất là lớn. Nên là mình thấy thành phố Bàn Cẩm á, thì đường xá không có ổ gà luôn. Với lại là từ trong nông thôn đi ra tới thành phố đều đổ nhựa với lại làm đường rất là láng o luôn. So với lại những cái thành phố như là Cẩm Châu hoặc các thành phố lân cận thì đường xá ở thành phố Bàn Cẩm vượt xa luôn. Cảm ơn cả nhà mình đã xem hết video. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo.